dưới. Tiếp theo là kem ốc quế matcha. Wow, kem này có một cái cherry ở trên đầu đó. Kem này rất là tròn. Bây giờ mình sẽ vẽ cái cây ốc quế ở dưới nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem dưa hấu đá lạnh. Kem này là có một miếng dưa hấu nó đã được ướp lạnh rồi. Vẽ rất là dễ luôn, các bạn có thể nhìn theo và vẽ nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem tươi gà rán của Pháp nha. Kem này rất là nổi tiếng. Nó có hai cái đùi gà ở kế bên đó, mà nó có ba mùi. Đó là mùi dâu, mùi matcha, bạc hà và mùi cam. Nó cũng dạng là ly luôn. Đó, các bạn đã thấy hai cái đùi gà chưa? Tiếp theo mình sẽ vẽ kem tươi Nhật Bản Hokkaido nha. Kem này có 4 tầng. Và rất là nhiều cái ở giữa luôn. Là những cái nhân, rồi những cái kem nhỏ nhỏ đó. Kem này là một loại ốc quế cây dài. Ở trên thì nó có một cái lớp siro các bạn. Wow, rất là ngon. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem dưa gan. Wow, kem dưa gan thì nó có Bây giờ mình sẽ vẽ kem cá của Hàn Quốc nha. Kem cá này có 4 lớp. Đó là lớp dâu tươi, bạc hà và một lớp dâu của Đà Lạt và Việt Quốc. Đó, cái kem này của Hàn Quốc nha, kem cá đó. Wow, đỡ quá. Có một cái rồng ở dưới nữa nè. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem đá bầu tuyết siro nha. Kem này là của Mỹ đó. Có rất là nhiều lớp siro trên nữa. Tiếp theo mình sẽ vẽ ly kem trái cây tươi hỗn hợp. Ly kem này có nhiều vị lắm luôn. Kem này là của Úc nha. Úc thì người ta hay ăn cái kem nó to to, nó hộp nó nhỏ nhỏ. Cái này mình vẽ có mắt cái giống sắc xinh đó. Cái này là kem có rất là nhiều trái cây. Bên Úc hay thường ăn trái cây nhiều lắm. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ những cái trái cây. Có dâu nè, có cam nè, có nho nè. Rất là dễ thương luôn. Kem này rất là to, ăn chắc hai người luôn. Trái nho nè. Ê, cái mình mới vẽ một cái lá nữa đó. Bây giờ mình sẽ vẽ cái muỗng đi kèm ở kế bên nhé. Wow, rất là dễ thương luôn. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem mì gói của Việt Nam nha. Kem mì gói này là của Việt Nam. Người ta thấy cái kem mà người ta để mì gói lên nó rất là lạ luôn đúng không? Cái thân nhỏ luôn. Tiếp theo mình sẽ vẽ kem dưa gan nha. Kem dưa gan rất là ngon. Nó có mùi dưa gan của Nhật á. Kem này cũng là một dạng ướp đá luôn. Rất là lạnh. Bây giờ mình sẽ tô màu. Cái này là vị Việt Quốc. Còn đây là vị xoài. Ở trên là màu hồng. Đó chính là vị dâu tươi đó. Dâu tươi của Đà Lạt. Wow, để bị cắn một miếng ra. Cái thân ở dưới nè. Đây, mình sẽ tô chiếc cherry màu hồng đỏ đỏ nhé. Mình có một ít cốm rắc lên nữa. Wow, nhìn thèm ghê luôn á. Bây giờ mình sẽ tô thật là nhiều màu cho các cái kem này. Kem này là vị matcha. Và có cái bánh ở dưới á thì nó có mùi bạc hà, mùi cam á các bạn. Bánh ở dưới có mùi bạc hà và mùi cam á, rất là ngon. Tiếp theo mình sẽ qua kem dưa hấu nha. Dưa hấu thì chắc là mình cũng làm được ở nhà đó. Bí dưa hấu vô rồi bỏ hấp lạnh thôi, rất là dễ đối với hàng ngày của chúng ta. Ăn kem này rất là ngon, nhìn nó dễ thương nữa. Đây là kem tươi gà rán nè.
Kem này có 3 mùi: mùi dâu nho, mùi bạc hà và mùi cam sô-cô-la. Là mùi dâu nho nè, mùi bạc hà nè. Cái này là vị mới của Pháp luôn nha. Ở trên này là một ít sô-cô-la. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ tô hai cái gà rán nha. Đó, hai cái gà rán cứ bên nè. Lúc đầu mình nhìn cái hình mình tưởng là cái muỗng chứ, người ta mới nói đó là cái gà rán. Bây giờ mình sẽ tô cái thân ở dưới. Cái này là ly này á, thì mình tô theo cái màu chủ yếu của Pháp luôn nha. Còn những cái màu kia thì mình không biết như thế nào. Đó, cái ly này nó xen kẽ gì á. Rồi tới màu đỏ. Wow, bốn cái kem đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ tô kem tươi Nhật Bản Hokkaido nha. Kem này người ta nói á, nếu như qua Nhật Bản phải ăn cái kem này, tại vì nó rất là ngon. Nó có nhiều màu lắm luôn á. Đây, ở dưới một kem á, đó là vị kem. Vị kem có siro ở bên trong á, vị Việt Quốc nè. Rồi vị màu hồng đó chính là những cái khóm nhỏ nhỏ. Đây, cái màu hồng đó chính là vị Hokkaido, chứ không phải là dâu đâu. Vì vị này rất là ngon. Đây, là hà. Còn đây là màu tím. Màu tím này á là nó nho nho và nó vừa Việt Quốc nữa. Đây, bây giờ mình sẽ tô một nửa kem là màu cam, một nửa kem là màu vàng tượng trưng cho màu cam là màu cam, vàng là chuối. Rất là thơm. Tiếp theo mình sẽ tô kem cá của Hàn Quốc nha. Thường là người ta ăn bịch, bây giờ thì Hàn Quốc nó đã ra một cái kem mà kem cay rồi. Kem này cũng như có một cái mút mút ở trên á. Đây, nó cũng có hình con cá. Một cái con cá ở dưới thì ở trong đó nó sẽ có một vị nào đó. Nếu ngoài bìa người ta có ghi. Đây là vị bạc hà nè. Cái này là lớp ở trên thôi. Vị dâu. Còn ở trên đó, đó là vị sô-cô-la dâu. Vị này nghe rất là lạ luôn. Nghe nói là cái ở trên đó thì nó có một cái siro bên trong nữa. Còn cái phần ở dưới các bạn thấy một cái lỗ màu trắng không? Đó, đó chính là một lớp kami đó. Tiếp theo mình đó, mình đang tô cái kem mì gói. Kem này thì rất là lạ, có bán tại Việt Nam luôn. Rất là nổi tiếng đó. Bữa nào mình sẽ đi ăn. Có những sợi mì gói ở trên á, không biết nó có ngon không nữa. Tiếp theo mình sẽ tô kem đá bào tuyết siro. Đó, kem này thì nó có rất là nhiều siro ở trên. Mà nó có hoặc là tông một cái cục ở trên á, đó là vị tuyết á. Và người ta chỉ cần rắc siro lên thôi. Đó, còn có những mùi thôi. Đây, đây là kem dưa gang nè. Dưa gang này là của Nhật lạnh lắm. Ăn chắc bút răng luôn. Cái này là tôi làm dưa gang nguyên chất luôn đó các bạn. Đây, đây là cái kem mà mình muốn nhớ là kem tươi trái cây hỗn hợp. Đây, mình sẽ tô cái ở dưới là nó màu xanh nha. Vì Vinh Úc á, ta rất là thích cái hộp mà màu xanh, màu gì cũng có màu đỏ nữa, nhưng mà mình sẽ chọn màu xanh. Ở trên này thì tại vì có cái lớp dâu rồi, mình thấy là còn có nhiều quả như quả táo nữa, mà mình sẽ vẽ những cái này thôi cho từng cái nó đẹp. Có những quả cam đó nè, ăn gì rất là trắng da luôn á. Tay một lớp ở chính giữa của mặt đó chính là, nó là băng đô á, nhưng mà cái đó là vị dâu, dâu cam á. Thì mình sẽ tô cái phần cam nha. Yeah. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Wow, sô-cô-la thật là ngon. Sô-cô-la Úc. Đây là vị gì đây? Chính là vị xoài. Chắc có xoài ép ra đó. Đẹp quá. Dễ thương lắm luôn, mình đã sáng tạo ra một cái chân nữa. Tạm biệt các bạn thấy đẹp thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Bye bye.